mới sang ấy, mọi người thấy á, là không có quà đâu. Mắm tép chưa thịt về ăn cơm cho nó trôi. Thế bác lấy loại nào? À, tôi lấy cái loại giấy này. Này. Loại giấy á? Cái anh mắm tép chưng thịt PTK này về ăn cơm là nó cứ chui tuột tuột sướng. Cái này công nhận ngon nha, em cũng còn ăn cái này được. Tốn cơm lắm. Ừ đấy. Nhưng mà hôm nay em còn mỗi 2 gói, bác lấy tạm. Thôi, 2 gói lấy nốt về ăn cho nó được nhiều. Mà này, tôi nghe thấy hôm qua bảo là có cái thằng biến thái nào nó bóp can con nhà nào mà cứ uống hết cả xóm về. Hai cái đứa pi di rượu ở trọ bên nhà ông bà Bảy Cúc ấy. Ở nhà Bảy Cúc ấy. Vâng. Thế có bắt được không? Không mà bắt. Mà cái thằng đấy nó kinh thật đấy, nó sàm sỡ xong cái là ông Bảy Cúc này với mọi người đuổi theo nó lao ùm xuống ao. Lặng mất tăm luôn, không thấy đâu nữa. Nhà Bảy Cúc rất kém. Riêng phải anh nhá, anh cứ dẹn luôn cho 2 lít thuốc sâu. Đảm bảo trâu nó còn nổi nữa là thằng biến thái. Thế thì chết hết cá hả bác? Thế cô không nghe thì cái câu là thả con săn sắt bắt con cá rô à? Thế bên nhà đấy là thả con cá rô vồ con cá tép. Rốt. Mà cái thằng biến thái ấy, nó tài thật bác ạ. Nó nhảy xuống ao, nó lặn không sủi tăm luôn, chả hiểu nó đi đường nào luôn. Ao nào? Cái ao nhà ông Bảy Cúc mà ở phía đằng sau nhà bác ấy. Ao nhà Bảy Cúc gì? Vâng. Ôi giời, giếng mà lặn xuống đấy là nó chui bà ra sông rồi. Cái ao đấy nhá, nó có một cái cống. Đấy, chỉ cần lặn xuống đấy là chui ra cái cống là ra xong thôi. Ngày xưa là thuốc. Thế hả bác? Chị ơi, Hảo à? Vâng, chị cho em 3 gói thịt trâu khô PTK nhá. Ừ, mà này chị hỏi, hôm qua là mày hay là đứa nào bị sàm sỡ đấy? Con Trang này, thế bây giờ nó vẫn còn hoảng đấy chị. Con nhìn cái gì đấy? Này! Nát cam bao giờ? Hả? Nát cam bao giờ? Vào nát cam. Bởi mới còn nguyên chi này vào nát cam. Dân mình rất là một cười nhá. Cứ một đồn 10, không thật thà một chút nào cả. Ôi, bác làm cái gì đấy? Con bạn cháu nó vẫn còn sợ. Ngày hôm qua thằng biến thái sàm sỡ nó, hôm nay bác làm như thế nó khiếp đấy. Khiếp cái gì gớm nữa. Trời ơi, này, chẳng qua ấy, là người làng người nước thì tao quan tâm, tao lo cho thôi. Chứ tay tao chắc là 6 lít từ đầu đến giờ tao có trộm đâu mà chúng mày nghĩ tao đổ đồng cho tao là thằng biến thái. Gơm báu lắm đấy. Không tin đây này, hỏi cô mi bán hàng này. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ ra thì tao đã đi bóp can bóp bưởi gì ở trong cái làng này chưa? Đúng không? Đúng đấy em ạ. Bác Sắn này là hàng xóm của nhà bác Bảy Cúc, cái chỗ mà bọn em ở trọ ấy. Vâng, thôi em xin. Em về đây ạ. Hai đứa về nhá. Vâng. Báu lắm đấy. Mẹ bố nó ăn mặc kênh như thế kia thì đến anh còn thích như là thằng biến thái. Hai đứa nó làm bi di rượu mà bác. Này, mà đúng cái thằng khoai nhà mình mắt là có đầm. Nó đẹp như thế này mà không mò vào để đi tìm cái chỗ nào ngu thế như này. Này, nó trọ ở nhà Bảy Cúc à? Vâng, trọ trong nhà bác Bảy Cúc đấy ạ. Đơn giản. Anh xin. Bác tép của bác. Bác, tiền. Đi, cứ ghi vào cho anh, hôm nào anh giả một thẻ. Vâng, nhá, vâng. Yên tâm. Mẹ bố là ăn mặc thế thì ai chịu. Thảo ơi, tao tính rồi. Chắc là tao phải tìm công việc gì đó để làm thôi.
chúng ta không làm cái nghề pi di rượu này nữa đâu. À, mày bị điên à? Khách thì đang nhiều, tiền thì đang kiếm rủng rỉnh, tự nhiên nói nghỉ là nghỉ thế nào? Thì công nhận là tiền nhiều thật. Thế nhưng mà cuộc này phải ngồi với những cái thằng bợm rượu nát rượu đấy, tao sợ là tao không trụ được ấy. Có khi ấy, không chết vì bất an thì cũng chết vì loét dạ dày ấy. Ôi trời ơi, thì mình là bi di rượu, chỉ lâu lâu uống một hai chén thôi chứ có cái gì đâu. Biết là như thế, nhưng mà lắm thằng nó say xong chân tay nó cứ nhí nháy, tao phát hốt cả lên. Mày có biết là lần trước tao bị cái thằng biến thái nó đè ra sân, là từ lần đấy đến giờ tao luôn luôn sống trong lo sợ bất an không? Thì khách của mình toàn là đại gia, toàn là những người lịch sự thôi mà. Lâu lâu người ta quá chén vào, người ta nhí nháy chân tay một tí thôi, chứ có phải là biến thái đâu mà mày lo. Cái gì đấy? Mày ngã à hả? Này, có khi nào cái thằng biến thái ấy, nó lại đến đây không? Ui, tao với mày, làm sao bây giờ? Hóa ra là con chó. Anh về đến nhà rồi. Giờ anh tắm rửa xong anh sang đón Cám luôn nhá. Rồi rồi, yêu Cám của anh. Ui ui yêu. Yêu Cám của anh, yêu. Mày đúng là cái loại gia súc nhà cầm. Bao nhiêu cái đứa con gái nó ngon, nó ngọt, nó đẹp như thế mày cũng yêu, mày đấm đầu vào cái con Cám. Mày đúng là cái loại lợn. Mà bố đã dạy anh rồi, là cái nhà đây nó là lúa ngô. Bây giờ kết hợp với nhà mình là khoai sắn. Mày muốn nghèo mặt kiếp mà còn. Con không biết, mà bố kệ con đi. Con là con chỉ yêu em Cám. Tao nói thật với anh nhé, riêng về cái gu thẩm mỹ của anh là cực kém. Bao nhiêu con nó ngon, nó ngọt, nó đẹp như thế thì mày không ăn. Đằng này mày cứ thích ăn, ăn con Cám. Thiếu chị gái, mày phải lao đầu đấy. Nói đâu? Đây, thiếu chị gái. Đây, 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 mày xem đây. Mày xem đây. Này, toàn trắng, mềm, ngon, ngọt. Đấy, sao mày không thích? Bố, đẹp chưa? Bố lấy cái ảnh này ở đâu đấy? Thì tao xin trên mạng ấy. Trên mạng? Bố già rồi, bố đừng làm mấy cái kiểu này nhá. Ừ. Người ta cười cho. Cười hở mười cái răng. Tao làm gì cái mẹ tao? Đấy, thôi đi. Thôi đi nhỉ. Mà nó ở trên mạng đấy, bố biết nó là ai mà bố ở giới thiệu cho con. Úi giời. Này nhá, mày chỉ cần gật đầu phát, tao bảo thằng IT ấy, nó search phát là ra luôn. Đấy. Ra luôn. Thôi, con chả chơi. Bộ trên mạng ảo lòi ra. Con quyết định rồi, con chỉ em Cám này. Đấy lắm. Suốt ngày thì cái Cám mình chả bã. Mày không thích thì bố mày lấy, được chưa? Lấy gì? Này nhá, bố già rồi đứng mà chơi kiểu trống bỏ. Châu già thì cặm còn non à? Thì đường đường hai bố con mình là hai thằng thanh niên không có vợ. Thì tôi lấy vợ có làm sao? Có làm gì sai đâu, hả? Ăn cắp ăn trộm đâu, hả? Thử cái gì? Có giấy bút trên xe không? Má thế? Bố lấy giấy bút làm gì? Tôi biên thư tỏ tình. Tôi phải lấy vợ. Có. Lấy đi. Lại có tí. Thành niên thì chết vô ba vô vậy. Hơi tí là cậu nhọc. Đây, ngủ đây. Thank you.
muốn đêm nay ngủ với em một tí. Khoảng 30 phút anh gửi em 2 triệu. Ôi giời ơi, lãng mạn chưa? Cái trai biết thư này. Hay để bị làm sao ấy nhỉ? Gì? Chẳng mày ai? Đọc đi. Khoảng 2 giờ anh sang gõ cửa là em mở. Em ok thì tắt đèn rồi bật sáng 2 lần. Em chỉ biết vậy, không được nói cho ai biết. Con này, giở hơi à? Đây có làm gì có tên tao đâu mà mày bảo của tao. Nhớ đầu của mày thì sao? Trai tán mày mắc mớ hơn tao. Ơ, thì tao không có ai đâu. Cái này là của mày rồi, chắc chắn là của mày luôn. Của mày ấy. Của mày. Của mày. Của mày mới đọc đi. Mày là của mày đấy. Khoan đã. Nhưng mà có cái gì đấy rất là sai. Bỏ mẹ rồi. Có khi nào là cái thằng biến thái mà hôm nó vật ngửa tao ra đây không? Ôi, con chết rồi. Chết Hảo ơi. Chết rồi. Ủa, khi nào không nhở? Chết rồi Hảo ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Hôm trước nó đã vật ngửa tao ra đây rồi, mà bây giờ lại còn tiếp tục như này nữa thì tao chết. Bây giờ phải làm thế nào? Nghĩ cách đi. Rồi, tính. Rồi, có cách rồi. Bây giờ mình lên bác 7. Mình bảo bác 7 đi báo công an. Chứ mà cứ sống trong lo sợ này không sống được. Đúng rồi, lên bác 7. Đi luôn. Cô My ơi. Khoai à. Để cháu thùng Kimiko, bao tiền cháu giả. Này, thế tình hình bố mày như nào rồi? Như nào? Vẫn khỏe như vời, có làm sao đâu. Bố mày bị biến thái cơ mà. Cả làng ầm ĩ cả lên. Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Cô bảo ai biến thái hả? Ăn nói linh tinh. Ô cái thằng này, thế mày không biết cái gì à? Công an người ta triệu tập bố mày lên kìa kìa. Người ta đang xác minh về cái việc bố mày lạ tình hai con bé ở trọ nhà ông bà Bảy Cúc. Hai con bé trọ nhà ông Bảy Cúc á? Ừ. Tròn, bắn, mềm, ngon, ngọt. Đấy. Sao mà không thích? Bố. Đẹp chưa? Bố lấy cái ảnh này ở đâu đấy? Thì tao xin trên mạng ấy. Mày không thích thì bố mày lấy. Được chưa? Lấy gì? Bố già rồi đứng mà chơi kiểu chống bỏ. Châu già thì cặm quả non à? Thì đường đường hai bố con mình là hai thằng thanh niên không có vợ. Thì tôi lấy vợ có làm sao? Có làm gì sai đâu. À, ăn cắp ăn trộm đâu. À. Ôi tôi chết rồi. Thế thì đúng rồi. Cô ơi, thế ông Sắn bị bắt chưa? Chưa, mới có lệnh triệu tập thôi. Alo, em à? Ừ, anh mua Kimiko cho em rồi. Thêm thùng nước gì? Rồi, một thùng nước Toki nữa nhá. Nhưng mà anh bảo này, bây giờ anh phải về để giải quyết vụ của ông già đã. Xoay qua luôn nhá. Ừ, yêu em. Thế có chết không chứ đấy? Đang lúc nước sôi lửa bỏng, bây giờ cháu phải đi ra mắt hội bạn của người yêu. Ui, ông ấy đổ đốn ra như thế này, không phải giết cháu đi còn hơn. Cháu ấy thùng Toki đấy. Ơ, cái tiền. Tiền đấy, mai của cháu giả. Cái thằng lạ thật đấy. Bố bị bắt đến nơi rồi, thế mà vẫn mải mê đi phục vụ gái. Mẹ. Ừ. Giờ không biết làm thế nào. Phục tôi hết cả rồi. Bây giờ làm gì? Không như cái này. Cứ nhìn. Đang nhìn này. Khổ thế này. Bố. Hết tiền rồi. Kìa bố, ta đã bảo hết tiền rồi. Mày hỏi làm gì, mày gọi làm gì nhiều thế, đau hết cả đầu. Bố cứ bổ lực vào đầu như thế chả đâu. Bố đừng bổ nữa. Ừ nhỉ. Làm sao? Có phải là bố không? Phải cái gì? Bố có phải là nhân vật biến thái viết thư gạ tình hai đứa PG rượu cho nhà ông Bảy không? Mẹ từ xưa bố cái thằng này nhá, mày đừng có bất dạy cái kiểu đấy nhá. Mày biết thừa là tao, mày còn hỏi làm gì hả? À? Tại sao bố lại làm như thế? Tao làm thế cũng là chỉ vì anh đấy. Nhớ tao cay cú mày đấy. Bao nhiêu cái chỗ ngon chỗ ngọt anh không lao đầu vào, đằng này anh đâm đầu vào cái con cám. Cái con bé này nó rất xinh, nó đẹp, tôi thấy hay quá, cho nên tôi dọn cỗ cho anh thôi. Chứ tôi già rồi, vài con bé nó nặng như thế tôi tải làm sao được, anh hiểu không? Thì bố viết như thế nào? Tôi viết như thế này, nguyên văn như thế này. Em à, anh là hàng xóm của em, anh có thể vào ngủ với em 30 phút được không? Anh cho em 2 triệu, nhưng nhớ không được nói với ai. Mẹ thì chứ bố nữa. Thế mà nó kể oang oang khắp cả làng rồi, nhục nhã vô cùng luôn. Bố,
bố thì già như thế này, mà chúng nó thì non tơ như thế. Sao bố lại xưng anh với chúng nó? Anh ở đây là anh chứ không phải là tao, mày hiểu không? Mà tất cả cái việc làm của tôi nó hoàn toàn trong sáng, bây giờ tự nhiên nó lại vẩn đục ngầu lên, có gạn cũng không trồng ở đâu. Anh làm sao cứu bố đi? Nhưng mà bây giờ bố bảo con phải cứu bố như thế nào? Thì anh nhận thấy bố chứ làm sao? Mà chính là anh chứ còn ai? Tôi hoàn toàn là vô can ở trong cái này. Bây giờ công an người ta đang triệu tập giấy liên tục như thế, tình hình rất là cấp bách. Anh lên anh nhận thấy bố đi, viết bản tường trình khai xong cho nó xong xuôi đi. Nhưng mà bây giờ nhá, con lên con viết bản tường trình ấy, thì chữ của con với chữ của bố hoàn toàn khác nhau, người ta biết ngay. Anh giúp bố mẹ ăn đấy, chính vì thế tôi bảo là anh nhận thấy tôi ấy. Các anh công an anh gọi lên viết bản tường trình để anh xác minh cái chữ viết ấy, đúng không? Anh hiểu không? Tôi thừa biết nhiệm vụ của anh công an rồi. Bây giờ mà tôi lên viết thì các anh nhận ra chữ của mà bùng vào toàn anh. Thôi lên đi con, nhanh lên không muộn. Thôi rồi, để bây giờ con lên con nhận. Nhưng mà lần sau ấy, hạnh phúc của con ấy bố không cần phải lo cho con đâu, tự con lo được. Tôi biết rồi, anh không phải dạy. Cá chuối thì đắm đuối vì con, tôi chỉ vì anh thôi. Hy sinh đổi bố củng cố để con, tôi phải làm thôi. Chứ tôi cũng không phải để ôm dâm đạp bụng gì nó mệt. Thôi được rồi, bây giờ con đi. Bố không chịu được. Đúng là cái cảnh mì ăn thay miến, gà xong thế nuôi con, nhục không chịu được, đau hết cả đầu. Công nhận dạo này non nhở. Rau mình dạo này được cái trời mưa thì nó lên được nhiều đấy. Tối nay mà nấu được bát canh thì ngon phải biết. Mát ghê. Ôi ôi, siêu xe. Ôi lại còn đẹp trai nữa. Tông xẹt tông. Cả người lẫn xe vàng chóe. Chắc là đến tìm tao đấy. Tuấn kém lại. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Anh tới tìm ai ạ? Anh tới tìm hai em. Hai em? Anh đến tìm hai em để trình bày một việc. Chả là người mà hai em tố cáo ấy là bố anh. Cái gì? Ôi, bố anh á? Thế bố anh là cái thằng biến thái đấy à? Ôi, già mà biến thái. Ui, kỳ quá. Không phải như thế đâu, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm như nào anh? Chỉ là bố anh thích em, bố anh mê em thôi. Đấy, bố anh thích em, mê em, xong rồi làm những cái trò biến thái bệnh hoạn với em như vậy. Mà bố anh đã già rồi, thì bây giờ em phải tin anh. Là anh nói hiểu nhầm là nào ạ? Em tin anh đi. Ý anh là bố anh thích em, bố anh mê em, làm con dâu của bố anh ấy. Thì ra là làm con dâu đấy. Có nghĩa là bố anh muốn gắn ghép em với anh lại với nhau ấy hả? Đúng rồi. Thế anh tên là gì ạ? Anh tên là Khoai. Ui, anh Khoai vàng đấy. Thế là em hiểu rồi. Thảo nào mà cuối bức thư ký tên là vẽ một cái củ khoai còn đang nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút lên đấy ạ. Thôi được rồi, em hiểu rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Nếu em hiểu rồi thì tốt. Em ơi, bây giờ bên công an ấy đang triệu tập bố anh lên làm việc. Hai em có thể lên trụ sở công an rút đơn hộ anh được không? Dạ vâng, thế được rồi. Để bây giờ em lên trụ sở công an rút lại đơn tố cáo cho bác. Thế nhưng mà anh về anh cũng phải bảo với bố anh là đừng làm như thế nữa. Tại vì có hai đứa con gái bọn em ở trọ ở đây. Bác làm như thế thì bọn em không thấy thoải mái, lại còn cảm thấy lo sợ nữa ạ. Mong bác rút kinh nghiệm lần sau ạ. Được, để anh về nói với bố anh. Thế bây giờ anh đưa hai em lên trụ sở công an nhá. Đi. Đi xe vàng.